cho các bạn. Trong video này mình sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo bên trong và cái cách sửa chữa một cục sạc điện thoại Nokia loại kim to hoặc kim nhỏ. Một số bạn chưa biết cái chân kim to cho kim nhỏ là như thế nào á, thì đây là mình có một cái máy C3 nha. Các bạn nhìn bên trong á, cái chỗ mà cái đuôi sạc á nó cắm vô đây là những cái kim nè. Đây là cái phần đầu đuôi sạc nha các bạn. Nó có cái lỗ bên trong á để mình cắm vô là tiếp xúc với cái, tại vì cái đầu này đầu kim nhỏ ha. Cắm vô đúng vừa được khớp với cái cục sạc này. Thì người ta gọi á cái đầu này là đầu chân kim nhỏ. Thì đối với những cái máy mà đời cũ hơn á, như ở đây mình có cái máy Nokia 6610i. Nè, nó dùng cái đầu chân kim to hơn nha các bạn. Thì đây là những cái máy đời cổ á, các bạn thấy không? Bên trong nó sẽ có một cái kim to hơi to ha. À, có máy C3 nè. Cái kim của nó nhỏ hơn nha. Thì cấu tạo của cục sạc Nokia này á, nó sẽ giống nhau với cái đầu chân kim to và đầu chân kim nhỏ. Đây là một số cái loại điện thoại Nokia đời cổ nha. Ngày nay nó sử dụng nhiều nhất là cổng USB Type-C. Trước đó là nó dùng cổng micro USB. Còn cái đầu chân kim to kim nhỏ này á, là những cái bạn nào mà còn chơi cái điện thoại cổ hoặc là bạn sưu tầm cái điện thoại cổ á, thì các bạn tìm những cái cục sạc này, nó vẫn còn bán nha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi khám phá cái một cái cục sạc điện thoại Nokia chân kim nhỏ chính hãng luôn. Những cái lớp cục sạc này các bạn về bên ngoài các bạn sờ vô nó khá là nặng tay, cầm rất chắc chắn. Rồi để mà mở mấy con ốc này á, các bạn quan sát nè, ốc của nó là ốc hình tam giác nha, nên mình dùng một cái vít tam giác, cái đầu tam giác á. Đây là ốc chính hãng của nó ha. Còn nhiều loại sạc lô á, nó cũng có thể dùng cái ốc này hoặc là nó dùng cái vít ba ke, ốc bốn cạnh để mà mở ra. Thì riêng đối với những cục sạc zin như thế này á, thì nó vừa sử dụng ốc tam giác. Rồi mình dùng một cái vít mình mở ra. Mấy cục sạc này á, bây giờ các bạn có thể sưu tầm lại nha. Ở trên mấy cái chợ Nhật Tảo á, mấy đồ cổ, đồ cũ á, thì nhiều khi người ta còn thu mua lại những cái cục sạc này. Còn tem Nokia luôn nha các bạn. Tem bóng nè. Mình mở ra. Mình tìm hiểu về cấu tạo bên trong này có gì. Rồi ở đây là có hai cái má, hai cái chân kim loại á, để mình tiếp xúc với hai cái chân này trên bo mạch in. Đây là cái đường AC 220V ngõ vào của cục sạc. Rồi các bạn nhìn tổng quan bên ngoài á, cái này nó khá đơn giản ha, linh kiện rất ít. Trên bo mạch của mình đó là chỉ có một cái con IC chín nha các bạn. Rồi tí nữa mình tìm hiểu coi cái con IC này là IC gì nha. Cái này là loại IC 8 chân luôn. Nhưng mà ở đây cái chân 3 của nó khuyết chân 3, nó không có chân 3. Dấu chấm của mình là chân số 1 nha. Đây là chân số 1. Còn chân số 4 của nó với cái cuộn sơ cấp của cái biến áp xung. Đây là cái biến áp xung nha các bạn.
hình dáng bên ngoài yến ấp sung á khá chắc chắn nha, đúng hàng của chính hãng luôn. Lõi ferric nguyên khối luôn. Các bạn nhìn cái lõi dây đồng nè, nó rất là dày nha, chứ không có như mỏng mỏng tanh như mấy cái bí áp sung của cái cục sạc Nokia Lo. Đây cục sạc của Nokia Lo nè, các bạn nhìn không? Cái lõi dây đồng này rất là nhỏ nha, cái dòng nó yếu. Còn ở đây này, mấy chân di động của nó nè, tiếp theo mình đi tìm hiểu cái linh kiện đầu vào nó có cái gì. Đây là hai chân AC 220V, ở đây có bốn con diode nha, diode này là 4007 là tạo thành mạch cầu chính lưu. Ở đây mình có một cái con điện trở cầu chì, vòng màu của nó là nâu đen đen. Thì cái con điện trở này á, nó tác dụng là khi mà dòng điện chạy quá thì nó sẽ đứt, nó thay thế cho cầu chì ha. Giá trị của nó là khoảng 10 ohm, mình dựa vào cái vòng màu này mình tính nha, cái vòng nâu đen đen nè. Ở đây là mình có 4 con diode tạo thành mạch cầu chính lưu. Rồi mấy cái tụ lớn các bạn, ở đây là cái tụ 400V nha, 4,7mm, và ở đây có tụ 2,2mm 400V luôn. Các bạn dò cái đường mạch nè, cái đường lớn nhất trong cái bo mạch của mình đó là cái đường âm nha, đường mát. Đây đường dương của tụ 4,7mm. Ở đây là đường âm của cái tụ 2,2mm, và đầu dương của nó nói chung với đây là đầu dương của cái tụ này nè, nói chung với cái tụ 4,7mm. Rồi tiếp theo á, mình sẽ đi qua cái con linh kiện màu xanh này. Các bạn nhìn thấy nó giống như hình dạng giống như điện trở không? Nhưng không, thực tế của nó là không phải là điện trở nha, nó là cái cuộn cảm vòng màu. Thì chức năng của nó thì nó như cuộn cảm thôi, nó lọc tín hiệu nè, lọc nguồn nè, rồi tích lũy năng lượng. Cái giá trị của nó thì các bạn đọc giống như đọc thông số của cái đồng điện trở, từng vòng vào màu á, tương tự ha. Thì đây là cái cuộn dây cuộn cảm. Một đầu của nó sẽ nối xuất mắt, đây đường mắt. Một đầu nó sẽ nối vào cực âm của cái tụ 2.20 400V. Thì đối với kinh nghiệm mà sử cục sạc á, thì các bạn có thể chia làm 3 khối. Thứ nhất là cái khối nguồn nè, khối B cộng á, bạn tách ra. Đây B cộng. Cái khối thứ hai là cái khối sơ cấp. Sơ cấp nè. Cái khối thứ ba là khối thứ cấp ha. Thì đây mình có cái điện áp B cộng của mình á là tầm khoảng là 310V DC sau chỉnh lưu. Chỉnh lưu là nhờ 4 con diode cầu. Rồi cái điện áp 310V nó sẽ đi qua cái sơ cấp của cái biến áp này, cái biến áp xung. Đây là cái cuộn sơ cấp của nó nha. Biến áp xung này nó sẽ có 3 cái cuộn dây và 6 chân ra. Cuộn dây thứ nhất là cái cuộn sơ cấp, đây là cuộn sơ cấp của nó. Cuộn dây thứ hai là cái cuộn hồi tiếp theo hàng nha các bạn. Còn cái cuộn bên đây là một cuộn bên thứ cấp nha, nó tách biệt hoàn toàn, là nó cách ly giữa cái bên sơ cấp và bên thứ cấp luôn.
là hai bên đây á, là nó không liên quan gì với nhau hết, nó chỉ ảnh hưởng nó với nhau á, bởi từ trường là cái cuộn sơ cấp, nó cảm ứng từ trường qua thứ cấp. Khi một cái dòng điện chạy qua sơ cấp á, thì sẽ có cái dòng điện chạy qua thứ cấp, nên đây là một nguồn cách ly qua cái biến áp. Linh kiện chính của cái mạch sơ cấp của mình là có gì? Chính là cái con IC 8 chân này nè. Trong các video mà hướng dẫn sử dụng cục sạc điện thoại lúc trước á, mình có nói với các bạn, hay là như cái cục sạc điện thoại lô Nokia lô nè, cái mạch sơ cấp của nó không có IC nha, nó sẽ dùng hai con chán to, một cái con là dùng để tạo dao động, một cái con trích xung. Đây là C945. Thì chân C của cái C945 này á, nó đưa vào cực B của cái con 13001 hoặc 13003. Ở đây nó dòng lớn á, nó dùng cái con 13003 nha, rồi nó đưa vào sơ cấp của cái biến áp xung này. Thì đây là nhiệm vụ của hai con chán to này á, là một con là con C945 nè, và cái dùng để tạo dao động, và cái con 13003 dùng để kích xung. Đối với cái phần mạch sơ cấp của cái bo sạc Nokia lô, còn đối với mạch sơ cấp của cái cục sạc Nokia chính hãng thì chúng ta có gì? Ở đây các bạn nhìn thấy IC nè, nó có ghi chú đây là IC1 nha. Các bạn đọc cái mã số của nó, nó sẽ là cái con K812. Cái dòng thứ nhất, cái dòng thứ hai của nó là 5640N. Cái loại này á, nó là cái con MOSFET 8 chân kênh N. Kênh N có nghĩa là dòng đi vào nha các bạn. Thì đây các bạn có thể tìm hiểu trên Google về cái khái niệm và cái MOSFET là gì. Hoặc là MOSFET có là hai loại là kênh B, kênh N. Thế thì cực S của mình á là cực sụt, có nghĩa là cực nguồn. Cực G của mình á là cực cổng nha. Còn cực D là cực răng, là cực máng. Thì cái nguyên tắc hoạt động của MOSFET á, chưa biết thì các bạn lên đó các bạn tìm hiểu. Hoặc là trong video trước á, những cái video mà mình nói về MOSFET á, thì mình đã nói về cái cấu tạo của nó rồi. Ở trong video này mình không nói nữa, thì mình chỉ nói vào cái trong cái bo mạch của cái cục sạc Nokia chính hãng á, nó không sử dụng hai con transistor giống như cái bo mạch Nokia lô bán ngoài thị trường, mà nó sử dụng một cái con MOSFET 8 chân nha, kênh N. Cái mã số của nó là K812 và 5640 là cái dòng thứ hai của nó. Thì các bạn có thể lên mạng các bạn tra sơ đồ chân của nó, rồi chức năng, rồi cái điện áp, rồi độ lợi và dòng điện của cái con MOSFET này. Rồi ngoài ra các bạn nhìn thấy không, bên đây cái cuộn hồi tiếp của nó nè, nó sẽ qua một vài cái con chở dán ha, để đưa vô cái chân số 1 của con MOSFET này. Đây, chở dán, tụ dán ha. Thì đây là cái một phần bên sơ cấp. Còn phần thứ cấp của mình có gì? Nè, cái cuộn thứ cấp của biến áp xung.
Rồi nó có một con điốt sung nha, để chỉnh lưu cái dòng nó ra. Rồi có một cái tụ lọc nguồn. Ở đây là khoảng cái tụ 16V. Một con diode zener để ổn định điện áp. Vậy là xong. Xong cái phần thứ cấp luôn. Linh kiện rất đơn giản nha các bạn. Ngoài ra nó có một cái con chở nữa, chở dán mắc song song với con tụ này. Đây con tụ, hai cái chân của nó, chân dương nè, chân dương của cái tụ á, nó sẽ nối vào cái dây ngõ ra, dây dương, hai dây dương dây âm luôn nha. Đây là hai dây âm, nó nối với âm, còn đường dương á nó đi đường mạch, nó đưa ra đường dương. Rồi để mà sửa cái cục sạc này á thì các bạn kiểm tra như thế nào. Thứ nhất á, cái con linh kiện chính nó dễ chết nhất trong một cái cục sạc điện thoại, đó chính là cái con IC8 chân, hay gọi là cái con MOSFET này nè. Con này dễ bị chập, bị cháy nhất nha. Thì khi mà các bạn tiến hành sửa, chắc chắn là cái cục sạc của bạn là không có điện áp ngõ ra rồi. Các bạn kiểm tra nè, mấy cái chân này nè, hai chân kim loại này có tiếp xúc với hai cái má này không. Nhiều khi á, nó bị rớt hoặc bị cong á, nó không tiếp xúc hai cái má này, nó mất điện áp ngõ ra. Thì các bạn có thể điều chỉnh lại nha, nó coi xem nó bị cong vênh gì không. Các bạn chỉnh lại cho nó thẳng rồi nó tiếp xúc hai chân này. Ở đây á, các bạn có thể dùng hai cái sợi dây đồng ha, rồi các bạn hàn vô, rồi bạn nối trực tiếp vô điện nguồn 220V. Rồi bạn cắm thử cặp sạc coi, coi nó có ra, có đo coi có điện áp bỏ ra coi có hay không. Còn kiểm tra con MOSFET này á thì mình có hai cách. Cái cách thứ nhất là đo nguội, cái thứ hai là đo nóng. Thì để kiểm tra đo nguội á thì các bạn tra, phải tra data sheet nè. Coi cái sơ đồ chân của nó là chân G của nó nằm ở đâu, chân D nó nằm ở đâu, hoặc là chân S. Tại vì đo cái cách đo này trên mạng nó có hướng dẫn á, các bạn có thể tìm xem nha. Thì một chân lên á, các bạn đổi chiều qua đo, một chân lên, một chân là không lên, giá trị vô cùng lớn nha. MOSFET này á có điện trở bên trong nó rất lớn nha. Thì kiểm tra sơ bộ á, thì các bạn có thể dùng một cái đồng hồ mình đo cái thang đo diode. Rồi mấy cái chân quan trọng này á, chân mát là các bạn bỏ qua. Ở đây mình có ba chân á, thì các bạn chập đảo chân từng que đo, rồi các bạn đo coi nó có lên kia, lên một chiều lên, một chiều không lên nha. Nào một cái chiều này chiều lên nè, một chiều lên, một chiều không lên, chiều này lên nè. Rồi bạn đảo ngược que đo lại, các bạn có test dần dần đảo từng vị trí của hai ba cái chân này. À, chân này không lên, đảo ngược là không lên nha. Đối với chân số 2, số 3 thì một chiều lên. Rồi các bạn đảo ngược quay đo lại. Rồi cái chiều ngược lại á là không lên nha các bạn. Đó, một chiều lên, một chiều không lên. Thì các bạn có thể tương đối á, xác định là cái con MOSFET này á nó còn sống nha. Thêm một bước nữa, trong các video trước á mình đã hướng dẫn các bạn á cái cách kiểm tra cái con này á, là các bạn đo cái tổng trở của VCC so với mát. Đây, ở đây mình có chân VCC nè, mát nè. Có hai trường hợp nha, một chiều lên,
chiều không lên. Khi mà một chiều lên này á thì nó có giá trị là khoảng là hơn 500 ohm. Lớn hơn 500 ohm. Đây chân VCC nè các bạn. So với mát nha. Một chiều á nó không lên mà một chiều nó lên. Một khi nó lên, nó lên là khoảng, mình các bạn đo tổng trở giá trị là khoảng lớn hơn 500 ohm là cái con đó tốt, còn sống nha. Thì đây mình sẽ áp dụng mình đo luôn con nó như thế nào. Đây đối với những cái con này á, các bạn quan sát cái chân này á, nó nối liền với cái cuộn sơ cấp của cái biến áp xung. Rồi một cái đầu biến áp xung á, nó sẽ nối vào cái nguồn sau chỉnh lưu 310V DC. Đây là hai chân tụ à. Đây con tụ 470 400V. Thì cái chân này á, nó coi như là cái chân cấp nguồn của cái con MOSFET này, con IC này. Thì đây các bạn đo cái chân này so với mát, một chiều lên một chiều không lên nha. Mà lên á, rồi mình đo thử coi. Ở đây mình chỉnh cái thang đo diode luôn nha. Rồi, các bạn kẹp mát cầm. Đo một chiều lên, một chiều không lên. Nè các bạn thấy không? Mình đo giá trị là khoảng 512 ohm nha. Một chiều lên lên kim nè. Rồi mình đảo ngược que đo lại. Còn nó lên không? Nếu trường hợp mà nó lên là nó bị chập nha. Còn không lên là tốt, còn tốt nè. Rồi, vậy là như vậy á, mình đã kiểm tra được cái con IC 8 chân này á, nó tốt nha. Chắc chắn là không bị chập, nó không bị cháy nổ đâu. Ngoài ra các bạn cũng quan sát thêm cho mình á, cái dấu hiệu mà trước khi các bạn sửa chữa, coi mấy con điện trở này, điện trở dán này nè, nó có hiệu cháy không? Chưa, nó cháy là chắc chắn là nó bị chập IC nha. Điện trở mà xung quanh IC á, rồi quan sát cái cầu chì cho mình á, trường hợp nó bị đứt á, bị cháy nổ luôn là nó cũng chập IC luôn. Thì khi mà các bạn quan sát mà mọi thứ vẫn ổn á, thì mình mới tiến hành đo nguội xong rồi thì các bạn tiến hành kiểm tra đo nóng nha. Cách đo nóng là các bạn hàng 2 dây nguồn AC 220V vô đây. Nói chung là các bạn làm cẩn thận nha, cái này cũng có khả năng bị giật đối với nguồn bên mạch phần sơ cấp á. Còn phần thứ cấp là không sao, cái điện áp ngõ ra nó nhỏ với là nó cách ly cấp rồi. Rồi các bạn hàng 2 dây vô luôn, mình cấp nguồn trực tiếp vô, mình kiểm tra. Để mà dễ sửa chữa đánh ban nó thì có thể. Ở đây các bạn thấy dùng một cái bóng đèn nha. Các bạn mắc thêm vô để cho nó an toàn thôi. Ở đây mình dùng cái đầu nối nhanh, mình cấp nguồn vô. Nói chung các bạn có thể dùng bóng đèn cũng được, còn không có thì mình làm đảm bảo an toàn một tí là được, là được. Ở đây mình tiến hành mình cấp nguồn vô nha. Rồi các bạn tách một đầu dây ra, các bạn nối với một chân này, một chân của cục sạc á. Mình sẽ sử dụng một cái đầu nối nhanh nữa. Nói chung hai cái dây này các bạn nối bất kỳ cũng được, dây nào cũng được, đầu nào vô cũng được.
các bạn chỉnh lại dây nha, đừng cho nó vướng. Khi mà các bạn sửa chữa, các bạn thao tác á, cho nó tiện để mình đo đạc, mình sửa chữa linh kiện. Rồi tiếp theo đây mình sẽ cấp nguồn vô coi. Coi trường hợp mà nó bị chập cái con IC8 chân này á, là cái bóng đèn nó sẽ sáng, nó không bị nổ. Rồi các bạn nhìn thấy không, mình cấp nguồn vô nó vẫn bình thường, nó không có sáng bóng đèn. Thì đây, đối với những cục sạc hư thì các bạn có thể đo trực tiếp luôn, đo cái điện áp ngõ ra bên thứ cấp luôn, chứ đừng có đo bên sơ cấp, khỏi rồi đo sơ cấp. Trường hợp mà không mất cái điện áp ngõ ra bên thứ cấp á, thì mình mới đo bên dò về bên sơ cấp. Nhắc lại con IC này nè, IC 8 chân. Rồi các bạn nên biết cái điện áp thứ cấp của mình nó rất nhỏ ha, nó tầm khoảng dưới 20V đó. Thì về thực tế của nó là cái điện áp ngõ ra của mình đó là khoảng 5V hoặc 5,2V thôi. Thì mình chỉnh cái mức DC ở 20V. Rồi các bạn chích vô. Đây, chích vô cái điện áp ngõ ra, đầu đông đầu dương á, coi đo điện áp nó có bao nhiêu vôn nha các bạn. Các bạn nên lưu ý cho mình á, đặt que đo đúng chiều ha, đúng cực âm, que đen á vô cực âm, rồi que dương vô cực dương của cái tụ này, rồi mình đo ha. Các bạn thấy không, cái giá trị điện áp của mình đo được của cái mặt sạc này á là 8,5V nha các bạn. Như vậy là ok. Thì đối với những cục sạc mà Trung Quốc hay sạc thường á, thì cái điện áp của nó có thể khoảng hơn 5V. Còn đối với những cục sạc này á, thì điện áp của nó lên khá cao ha. Ok nè các bạn, mình đo được là khoảng 8,5V. Như vậy là đúng điện áp con ra của nó luôn. Rồi, đối với những trường hợp này á, trường hợp mà các bạn mất cái điện áp ngõ ra mà các bạn cấp dây nguồn vô á, thì nó vẫn có điện áp VA ngõ ra, là mình đo được cái điện áp đó, thì chứng tỏ là cái mấy chân này nè nó bị lỏng hoặc là tiếp xúc không tốt. Thì các bạn chỉnh lại nha, cho nó hai cái má này tiếp xúc hai, đối với hai cái chân AC ngõ vào, cho nó tiếp xúc tốt là ok. Còn trường hợp á, mà điện áp ngõ ra các bạn đo vẫn không có, thì các bạn kiểm tra lại cái điện áp B cộng sau chỉnh lưu này có hay không, coi bị chập con nào không, kiểm tra là cầu chì nè, cái con cầu chì. Rồi mấy con cầu diode nha, tại vì lúc đầu á, mình đã kiểm tra đầu tiên là mình kiểm tra cái con IC 8 chân này rồi. Thì trong bo mạch đó thì cái cuộn biến áp xung này rất khó bị hư ha. Hiếm khi hư á. Nên các bạn yên tâm một phần. Đối phần sơ cấp thì linh kiện quan trọng nhất là chỉ có con IC 8 chân này thôi. Thì mình tập trung mình kiểm tra cái con này, trường hợp mà nó đa phần á, nó bị chập cháy nổ cái con này nè, nó sẽ mất cái điện áp thứ cấp ngõ ra. Đồng thời á, các bạn kiểm tra luôn mấy cái con điện trở dán xung quanh của cái bo mạch sát bên cái con IC này, coi nó có bị đứt, bị cháy nổ không. Từ đó các bạn có thể cô lập được cái phần nào bị hư hỏng, bị chập cháy nha. Rồi về lại video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách tìm hiểu cấu tạo và sửa chữa cái một cái cục sạc Nokia loại chân kim to nhỏ. Đồng thời bên trong nó không sử dụng hai cầu trái to rời bên ngoài, mà nó tích hợp chung cho một cái con MOSFET, nó đảm nhiệm mà vừa kích xung mà vừa tạo dao động luôn. Và về lại video này nên kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn có để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.